Một buổi sáng sớm giữa cái bản của mình. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hoa Ban Tây Bắc của mình. Hôm nay thì mình sẽ thưởng thức một cái món pịa ở giữa bản nhé các bạn nhé. Đây, hôm nay là sẽ mổ một con dê ở đây. Ông bác của mình ở trong hùm ấy. Trước đây anh em mình cũng hay đi lên trên ấy, là đi rất là nhiều. Bây giờ là mình sẽ giới thiệu với các bạn là đây là nhà chính của bác của mình ở trên hùm, sống một mình ở trên hùm, làm kinh tế, nuôi cá, thả gà nhá, thả vịt ấy. Thì hôm nay thì mình có dịp thì mình sẽ vào đây để quay phim cái ngôi nhà của bác, nhà chính. Và nhà bác hôm nay có khách một chút nhá các bạn, cho nên là mình sẽ ra đây để review những cái món ăn ẩm thực ở chỗ quê hương mình nhá. Mình thì uống rượu gần hơn tuần rồi, cái giọng không ra giọng mà mất giọng các bạn ạ. Trong bản của mình thì còn vài ngôi nhà sàn nữa là vẫn còn, chứ còn lại thành nhà xây hết rồi các bạn ạ. Này, năm sau thì nhà bác của mình cũng sẽ làm nhà mới. Đến giờ làm nhà mới rồi. Này, cà phê thì rất là nhiều, còn rất là nhiều. Này, đang phơi ở bạt nhá. Mình có bán cà phê nguyên chất, cà phê rang xây và cà phê rang hạt. Mời các bạn đặt hàng qua cái số điện thoại của mình là 0359546454. Đấy, mình dùng cái cà phê này đi để sát gạo rồi rang xây. Rất là thơm ngon luôn. Cái chương trình hôm nay sẽ có món tiết canh dê này, pịa dê này và tiết canh ngan nữa. Đấy. Cá thì chắc là hôm nay không bắt vì thời tiết ở trên này nó khá là lạnh. Mình cũng phải mặc cái áo phao này. Khách ở xa đến thăm các bạn ạ. Xong ông bác mình có nhờ mình đến để vừa làm cơm, xong là vừa để quay phim nữa. Bác Trân thì đang ở trên hùm nhá, đang cho con bò, con gà vịt ăn. Để lát nữa thì bác mới xuống sau thôi. Vịt, gà. Ngôi nhà sàn 3-40 năm. Hết cái Tết này là sẽ không còn cái ngôi nhà sàn này nữa nhé các bạn. Có con gà trắng này. Giống gà trắng. Đây là cây cọ nha các bạn. Ở trên mình gọi là cây cọ. Đây, con dê đen sẽ lấy pịa ngày hôm nay nhá. Đấy. Con này chắc khoảng tầm 17-18 cân thôi. Cho nó ăn khá là nhiều cỏ xanh rồi. Để còn lấy pịa của nó các bạn ạ. Trong chuồng này còn hai con nữa. Sang bên vườn rau một tí nhá. Rau của bác Trân. Đây, rau sạch luôn. Ngôi nhà sàn của ông bác mình thì cũng gọi là gần nhà gần cổ rồi các bạn ạ, khá là lâu rồi. Bây giờ là mình sẽ đi mổ dê. Đấy, làm tiết canh đã. Dê đã cắt tiết xong nhá, nhổ lông lát nữa sẽ thui rơm. Đấy. Ừ.
Dê lát nữa sẽ thui rơm. Phải thui rơm thì nó mới thơm các bạn ạ. Không thì hơi khó. Đó xong rồi các bạn ạ. Úi giời. Đi bên này chứ, đi bên này chứ. Căng nước mạnh quá. Dê đã làm sạch lông xong rồi nhá. Anh em mình sẽ lấy pịa nó ra. Ở cái mỏ nó là chưa các bạn. Quan trọng nhất là phần lấy pịa các bạn ạ. Con dê đã xong rồi. Đây. Món chính. Món pịa nhá. Đây. Lấy cái bộ phận lòng non của nó luôn. Lát nữa sẽ cắt ra rồi là canh nó lên. Cho gia vị, rau thơm, lá chanh, tỏi. Dê sẽ có một cái món là canh lá lốt với cả luộc chấm pịa. Ngan thì mình sẽ kho với món giềng nhá. Hai con vịt ở dưới, hai con gà ở dưới kia nữa. Hôm nay thì khá là nhiều món. Làm ít thôi, mỏng rồi sơ qua thôi. Tiếp là gọi là tiếp khách VIP ấy nhỉ. Anh Cướp lát nữa sẽ gặp bằng yêu cũ rồi. Người yêu cũ ở trong thành phố ra thăm. Từ thành phố ra. Phải làm một món pịa này để tiếp. Để dê. Tất cả các món đã chín rồi nha các bạn. Khách khứa thì cũng đến khá đông đủ rồi. Lát nữa sẽ vào mâm. Hôm nay sẽ có 7 mâm cơm nhá. Đây là món thịt dê luộc này. Ngan kho giềng. Đấy. Tiết canh dê. Đông hết rồi. Đấy. Đây là món canh pịa nha. Pịa thì cho gia vị đầy đủ hết rồi các bạn ạ. Mình làm đầu bếp cho nên là quay được ít những cái công đoạn nấu nướng này. Đấy. Người ốm nè. Thịt ta nằm cái nè. Giả cầy ngan nóng hổi. Gà thả trên đồi, trên hùm ấy các bạn ạ. Rất là béo. Đông đủ gia đình. Anh em họ hàng các bạn ạ. Người già, người trẻ. Hôm nay là anh Tâm sẽ gọi là tổ chức đón Tết luôn. Đấy. Để năm sau là khoảng tầm mùng 7, mùng 8 Tết là bắt đầu động thổ làm nhà mới rồi. Đấy. Một bữa cơm mời tất cả anh em, gia đình gần gũi, thân thiết. Đấy, đến để chung vui. Để năm sau là bắt đầu làm nhà mới. Đấy. Cái giọng của mình vẫn chưa được. Bác Trân là người rất là chịu khó. Đấy, người, ông bác rất là chịu khó làm công việc đồng áng, làm nương, làm rẫy ở trên hùm, sống ở trên hùm là hơn 20 năm rồi. Đấy. Ông đang phát biểu bằng tiếng Thái nhá. Đấy, chúc anh em đón chào một mùa xuân năm mới vui vẻ, nhiều lộc nhiều tài. Đấy, sức khỏe dồi dào. Mình sẽ không phiên dịch nhiều nữa, nói không ra lời các bạn ạ. Anh em đi nhỉ, hôm nay được các bác cũng ở xa đến thăm thì chúc các bác sức khỏe nhá.
Rồi, chúc tất cả anh em sức khỏe. Anh Tâm là con trai của bố Trân. Đấy. Chúc vui vẻ anh Tâm nhá. Giọng của em hỏng hết rồi. Thấy người đẹp như thế này mới may ra còn nói ra được một tí. Mời tất cả các bạn nhá. Rồi, mời chị nhá. Trước khi vào trận rượu thì anh em chúc nhau trước. Đấy, chúc sức khỏe. Rồi. Nhìn hai chị em này giống nhau thế nhỉ? Áo đen với cả áo này, áo trắng này. Sao giống nhau thế nhỉ? Mình thả mới. Rồi, sức khỏe nhá, các chị nhá, các bà nhá. Đúng rồi, chị phải ra ngồi đây để tiếp rượu các anh từ xa đến. Thôi, người đẹp, chị đẹp. Tao quá cái này. Tên ở trên này đó. Này chúc liền chúc lại một chén rượu này gần nhất gần 10 lần rồi. Lần này chắc là sẽ phải cho vào mồm. Được rồi. Thôi. Sức khỏe nha bác nhá. Nhằm hai nặng trên thót hai nặng đó là xùi dưới tệ. Xùi đến bên là làm hơi căng ấy nhỉ. Căng thật đấy. Lại lên một chén nữa. Rồi là cùng nhau thưởng thức món pìa dê nhá. Pìa dê núi đá ở trên Thuận Châu. Thôi mời anh em dùng cơm nhá. Mời các bác ăn cơm nhá. Không nói nổi rồi. Chị ngon tiết canh à? Không, ăn được. Ăn đi, sao đâu. Tiết canh ngon đấy không ăn. Dạ. Mời các bác lên rượu khỏe vào nhá. Mời bố nhá, mời các bác nhá. Liên tiếp cành liên tiện. Làm có ớt khô. Sở cho hồi số còn số cả phí áo khăn thì mới tỉnh cả phí sới sở đấy, làm hồ đấy. Qua sở đấy. Đảo tiếng hàng đẹp luôn. Đây là sau sau khái ông mới sưởng những lại to ăn năm lên món kia đi
Mời tất cả anh em lên nhá. Tự nhiên nhá. Đây, một đĩa dê này. Khàn cổ quá các bạn ạ, không nói chuyện được. Cái chương trình video của mình sẽ xin phép được kết thúc đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cái video của mình. Chào cả nhà nhá, một cái món pịa và cả tiết canh dê rất là ngon. Mình cũng xin được chúc gia đình bác luôn luôn sức khỏe, bác chân sức khỏe. Đấy. Năm sau làm nhà mới thành công tốt đẹp. Xin chào cả nhà nhá.